nhìn thân màu héo gầy thế xác. Lòng ta đây như mũi sắt kim châm, ấn máu tơ phụng dưỡng chẳng bao năm. Giờ nhục thế sắp trả về cho tư đại mẹ, con đây nốt nghẹn nhìn máu thân, cảm thương thân mẹ là con của mẹ ngày xưa. Nước mắt tuôn rơi trên bờ môi thấm mặn, giọt lệ thấm tình làm cay xé lòng con. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ có biết không, đã từ lâu rồi con luôn thầm kinh kể từ ngày mỗi con ta nơi chốn thiền môn để tạo duyên tu học, mà không nói ra làm tổn phước lành mà con đã hằng mong. Yêu năm nhà Phật mới là cao siêu, đó là lý do con để mãi trong lòng. A-di-đà Phật. Bà lão thấy hôm nay sức khỏe ra sao rồi? A-di-đà Phật. Bạch Thầy, sức khỏe của tôi ngày một suy tàn dần yếu, chắc tôi không thể qua khỏi Thầy ơi. Đã bao ngày qua tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ trong nhiều kiếp trước đã gieo tạo chút ít thiện căn, phước đức nhân duyên trong Phật Pháp, nên kiếp này được Thầy thương tình đưa tôi về chùa để nương náu tu học. Trong những lúc cuối đời, đối với tôi, đó là diễm phúc lớn mà tôi vui lắm rồi. Nhưng thưa Thầy, tôi còn có một điều chưa được mãn nguyện. Đó là... Đó là điều gì, thưa bà? Đó là trước khi tôi rời xa dương thế,
phải chi tôi được gặp lại đứa con của tôi. Mà mấy chục năm trời lưu lạc, bạch thầy, vì thân tôi giờ đây như khắc lụi canh tàu. Biết tôi không còn sống được bao lâu, tôi luôn thầm ước là có đủ phước duyên gặp lại con mình xa cách đã bao năm. Đó là niềm vui, là hạnh phúc nhất trong đời. Chiếc lá trên cây cũng âm thầm phận một con người. Giọt lệ đau buồn, giọt lệ phân ly, để tiễn biệt người đi. Giây phút ly sầu mà con ở nơi đâu, mẹ không sống lâu để gặp mặt con rồi. Này bà lão ơi, xin đừng quá xót xa bi lụy. Mà bên của bà đừng lo lắng thêm nhiều. Mô Phật, bạch thầy, tôi xin ghi nhớ tấm lòng từ bi của một nhà sư. Bà lão, bà đã mệt rồi, bà hãy nghỉ ngơi chút đi. Bạch thầy, thầy có phải con? Mô Phật, nhà sư xin bà lão đừng quá xúc động mà ảnh hưởng đến nhục thể. Con ơi, con tôi, con ở phương nào có hai, giờ đây đôi ngả đôi nơi, mẹ con mình xa cách bao năm, làm sao con hiểu nỗi lòng. Cõi nào mẹ như nát tan, thương nhớ con.
con tình chia đôi cách xa. Con có hai mẹ sắp ra đi. Bạch thầy, trước lúc ra đi, tôi có thể xin thầy một ân huệ cuối cùng được không? Được, xin bà lão cứ nói. Bạch thầy, nếu như sau này có một duyên lành nào đó, thầy gặp lại đứa con của tôi, xin thầy hãy nói dùm rằng bao nhiêu năm qua người mẹ lúc nào cũng thương nhớ người con của mình. Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ và hãy bỏ qua cho mẹ. Được rồi, nhà sư sẽ làm theo những lời trăn trối của bà. Nhà sư khuyên bà lão hãy buông xả hết những tạp niệm mà cố giữ tâm thanh tịnh. Trong lúc này đừng bám víu vào bất cứ giả cảnh bên ngoài nào và những sự việc gì, kể cả những vọng tưởng thương con nhớ cháu. Phải buông xả hết, buông xả hết. Vì sao? Vì chính những tư tưởng này sẽ dẫn chúng sinh luân hồi trong vạn nẻo. Bà lão nên tĩnh tâm tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Xưa các bậc cổ đức có câu: sống chết lẽ thường, bất chí thản nhiên, không trở ngại, niết bàn an lạc, người ngộ tự tại, mặc thông dông. Bà lão hãy cố gắng điều hòa cho thân tâm thanh tịnh. Nhà sư cùng các đệ tử sẽ niệm Phật cho bà mau chóng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô.